Võ xin tổng chào cả nhà thân yêu. Hôm nay đại võ xuống đây là khu du lịch Phú Xuân Cát Tường nè cả nhà. Bây giờ đại võ sẽ bước vô cái căn nhà mà có cái cánh cửa màu vàng đó. Đó. Cánh cửa màu vàng á, hôm nay đại võ xuống dưới đây để có đứa cháu nó cho mấy cái cây kiểng đó. Đó. Đứa cháu con của dì Tư, bây giờ mình xuống mình xin. Xin gì mình trồng. Mời cả nhà chúng ta bước vào bên trong để tham quan cái cảnh vườn, mua một vườn cây trái hoa đồ y như một rừng hoa luôn. Thì cái cảnh nó đẹp như thế nào, mời cả nhà chúng ta hãy bước vào bên trong để cùng thưởng thức cái cảnh thiên nhiên ở một cái vùng đất sâu xa như thế này mà người ta có thể thiết kế cuộc sống, thiết kế một vườn hoa, vườn trái cây rất là rộng lớn, rất là đẹp. Thì cái cảnh nó đẹp như thế nào thì mời cả nhà chúng ta, người của chúng ta hãy cùng đại võ vào tham quan. Trước khi bước vào cái cổng đó bên trước thì đại võ xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Xin kính mời ạ. Thưa cả nhà thân yêu, hôm nay là đại võ sẽ quay một cái rừng, một rừng mai nha cả nhà. Ôi cái này là gia đình của một đứa cháu. Cháu này, cháu con, cháu của dì, cái nậu của dì Tư nè. Ở vùng đất này là vùng đất bưng, vùng đất mà tràm rồi hồi xưa rồi. Giờ người ta cải thiện nè. Ôi nó trồng mai nè cả nhà. Để đây, để vợ giới thiệu một vườn mai cho cả nhà chúng ta, thân yêu của chúng ta xem nha. Một rừng mai luôn. Bây giờ mình kiếm một cây mai để mình trồng mà không có luôn. Mà đây quá trời nè cả nhà, những cái mai nè. Ôi ôi. Mai gì mà đẹp dữ trời. Đó cả nhà nhìn nè, nguyên rừng mai luôn ha. Đó, cây nào cây nấy đẹp trời ơi. Xuất sắc luôn. Từ từ đi vô. Quay lấy lưa nguyên một cái clip mà. Mai dừa. Cái nhà nhìn nè. Trời ơi. Đẹp ghê luôn. Còn bông giấy. Đây là bông giấy nè. Đẹp quá không cả nhà. Quá xá đẹp luôn. Bông giấy. Biệt thự sân vườn. Trời ơi, thấy ham luôn không? Đây nó trổ hết rồi. Ồ, máy quay sáng dữ ta. Máy xịn nè. Không, máy có mấy triệu à. Là quay gây hay là đó đó. Để ra bờ càng cái này cái đã. Ồ, cái này đó luôn. Xong rồi về mình hát một bài Tết 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 đến rồi. Rồi cô dọn nè. Quay gãy cho cô Lý cho coi. Cô cái vườn ổng bằng gì tụi em. Vườn ổng giờ ấy rồi. Năm nay không có tốt. Tại vì bệnh rồi. Đây cô ơi. Cô cái bông nè. Y bông giả thấy không? Ừ. Mà thấy cái bông không khác bông giả chứ mà. Bạn này mua hay là? Mua chứ. Mua không hả? Hai triệu mấy cây đó. Đúng rồi, đại gia thì. Đại gia. Cây này có 1 triệu à. Đại gia mai trời, cái này mà đem đi bán cũng mấy trăm triệu à ha. Ừ bán chứ. Đây bán hết vườn. Đây là bông hồng. Ồ bông sứ gì ạ? Hình như ông Lập cũng có cây đây nữa nè. Để giới thiệu cho cả nhà chúng ta xem cái mai này nha. Ôi cái mai này quá trời luôn, xuất sắc luôn rồi. Đó. Cả nhà nhìn, trời ơi xuất sắc, cả nhà nhìn là đẹp không, quá xuất sắc luôn. Bây giờ cũng chiều rồi cho nên hơi tối cả nhà. Bên kia ngoài kia là vườn ổi đó, đủ thứ cây dừa. Ơi sao mày
Đây mà cây mai có chút xíu nó cũng nụ quá trời luôn nè. Ôi nè, cả nhà nhìn nè, đây nè. Quá đẹp luôn không nha. Ôi ôi, có mấy chục cây mai lận. Này có mấy chục cây á? 200 cây luôn. 200 cây luôn hả? Ôi ơi. Tết này đi quay nhiều không Hùng? Dạ không, Tết này con đang tặng này. Tết mình quay ở nhà ha, có gì quay đấy hả? Con giờ đăng lên rồi, đăng gì đơn giản cũng mấy chục ngàn. Mà con vậy chứ con nhìn kênh người ta, kênh con vậy. Ừ, quay ra cái đi về luôn. Mười về luôn nha. Ừ. Đẹp quá phải không nha. À, cái cảnh vậy á, hả, mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều ra ngắm ba cái vườn hoa rồi cây trái đồ, thấy cuộc sống nó an nhàn quá ha cả nhà. Có gì đâu mà thấy mấy anh chị cứ lên trên không gian mạng chửi lộn nhau không, phải không? Ta tịnh tâm đồ, người ta lao động đồ, phải không? Người ta tập trung, ta suy nghĩ đầu óc ta nặng ra để người ta làm những cái điều tốt đẹp nè. Còn có những anh chị tối ngày cứ ngồi đóng rồi vậy đó, rồi bắt đầu cái suy nghĩ coi hôm nay đối phó với ai, chửi ai, dùng những cái từ ngào nào chửi người ta đó, rồi moi cái quá khứ của người ta ra đừng mà sỉ nhục, đúng không? Rất là tầm thường. Thôi bây giờ đây Giỏ về nha cả nhà. Giỏ đi xuống, đây là nhà đứa cháu, xuống đây đứa cháu con của chị Tư. Ở đây có một cái đứa cháu mà nó kêu bằng bà, nó kêu bằng bà là con của đứa cháu coi cháu nội của chị Tư, thì nó kêu bằng bà. Nó có cái kênh YouTube mà về ẩm thực nha cả nhà, là Hùng anh gì Funny Hùng, Funny Hùng chiên nấu ăn, chiên rồi quay về ẩm thực á. Cái kênh nó cũng rất là lớn nha cả nhà, gần cách 500-600 ngàn người đăng ký. Rồi về đăng Facebook luôn. Rồi về nha.